Quang Tây xin chào con và bạn. Thì hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 29 tháng 9. Hiện tại giá anh Long đang đi ngang nha. Thì ở mức giá này khá thấp. Hôm nay là thanh long chín rất nhiều mà cái giá này bà con mình bán không có lời nha. Nói chung là lái vô mua vườn cho bà con thì chắc chắn cũng mua 3-4 ngàn ký thôi nha. Còn bà con nào mà đăng kho bán được á thì giá nó đỡ hơn. Còn lái mua thì chắc chắn là giá nó sẽ rẻ. Hiện tại ngoài đồng là cái đợt mùa này là đợt mùa cuối rồi, bà con mình đang xông đèn khá nhiều. Đợt mùa cuối này thì trái chín rất nhiều nên vậy giá anh Long nó xuống khá thấp. Thì bà con nào mà muốn coi phá anh Long cải tạo đất trồng cây khác á, thì bà con xem kênh Lê Đô giúp mình nha. Thì bên kênh Lê Đô là để đi quay đồng phá anh Long á. Rồi giờ anh báo giá anh Long ruột trắng trước. Hàng đẹp 6-8 ngàn, hàng sàn 4-6 ngàn, hàng dạt 1-2 ngàn. Giá anh Long ruột trắng vậy là bà con không có lời nha. Giá anh Long ruột trắng là thuộc hàng đèn. Hàng đèn mà giá vậy quá thấp. Giá anh Long ruột đỏ loại 1 15 ngàn, loại 2 10 ngàn, loại 3 5 ngàn, hàng dạt 1-2 ngàn. Thì kênh mình sẽ cập nhật giá long liên tục. Thì bà con có quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh miễn phí nha bà con. Đăng ký kênh để mình cập nhật giá long liên tục. Rồi hôm nay thì kênh cập nhật nhanh giá long đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.